Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Con trai của Giuđa là Phê-rết, Hết-rôn, Cạc-mi, Hu-rơ và Sô-banh. Re-a-gia, con trai Sô-banh, sanh Gia-hát. Gia-hát, sanh A-hu-mai và La-hát. Ấy là các họ hàng của dân Sô-ra-tít. Đây là con cháu của A-bi-ê-tam. Gít-rê-ên, Gít-ma và Di-ba. Em gái họ là Ha-sê-lê-bô-ni. Lại có Phê-nu-ên là tổ phụ của Gê-đô và Ê-xê tổ phụ của Hu-sa. Ấy là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ép-ra-ta, tổ phụ của Bethlehem. A-su-rơ, tổ phụ của Thê-cô-a, lấy hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra. Na-a-ra sanh A-hu-sam, Hê-phe, Thê-mê-ni và A-hách-tha-ri. Ấy là các con trai của Na-a-ra. Con trai của Hê-lê-a là Sê-rết, Sô-ha và Ết-nan. Ha-cốt sanh A-núp, Hát-xô-bê-ba và dòng A-ha-hên, con Ha-rum. Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Chúa chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Kê-lúc, anh em của Su-ha, sanh Mê-hia, tổ phụ của Ê-tôn. Ê-tôn sanh nhà Ra-pha, Pha-xê-a và Tê-hi-na, tổ tiên của dân thành Na-hách. Ấy là những người Rê-ca. Con trai của Kê-na là Ốc-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốc-ni-ên là Ha-thác. Mê-ô-nô-thai sanh Ốp-ra, Sê-ra-gia sanh Dô-áp, tổ phụ của các người ở trũng thợ mộc, vì họ đều là thợ mộc. Các con trai của Ca-lép, cháu của Giê-phu-nê là Y-ru, Ê-la và Na-am, cùng những con trai của Ê-la và Kê-na. Con trai của Giê-ha-lê-lê là Síp, Si-pha, Thi-ria và A-sa-rên. Con trai của E-sơ-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe và Gia-lôn. Vợ của Mê-rết sanh Miriam, Sa-mai và Dít-bác, tổ phụ của Ết-tê-mô-a. Vợ người là dân Giu-đa sanh Giê-rệt, tổ phụ của Giê-đô, Hê-bê, tổ phụ của Sô-cô và Giê-cu-ti-ên, tổ phụ của Sa-nô-a. Ấy là con cháu của Bi-thia, con gái của Pha-ra-ôn mà Mê-rết cưới lấy. Con trai của vợ Hô-đia, chị em Na-ham, là cha của Kê-hi-la người Gạt-mít và Ết-tê-mô-a người Ma-ca-thít. Con trai của Si-môn là Am-nôn, Ri-na, Bên-ha-nan và Ti-lôn. Con trai của Di-si là Sô-hết và Bên-sô-hết. Con cháu Sê-la, con trai Giu-đa là Ê-rơ, tổ phụ của Lê-ca, La-ê-đa, tổ phụ của Ma-rê-sa và các họ hàng về dòng dõi Ách-bê-a là kẻ dệt vải gai mịn. Lại có Giô-kim và những người Cô-sê-ba, Giô-ách và Sa-ráp là người cai trị đất Mô-áp cùng Gia-su-bi-lê-chem. Ấy là điều cổ tích. Những người này là thợ gốm ở tại Nê-ta-im và Gê-đê-ra. Chúng ở gần vua mà làm công việc người. Con trai của Si-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Sê-ra, Sao-lơ. Sa-lum, con trai của Sao-lơ, Míp-sam, con trai của Sa-lum và Mít-ma, con trai của Míp-sam. Con trai của Mít-ma là Ham-mu-ên. Con trai của Ham-mu-ên là Sa-cu. Con trai của Sa-cu là Si-mê-i. Còn Si-mê-i có 16 con trai và 6 con gái. Song anh em người không đông con. Cả họ hàng chúng sánh với số người Giu-đa thì kém. Chúng ở tại Be-e-sê-ba, tại Mô-la-đa, tại Ha-sa-sua, tại Bi-la, tại Ê-xem
và tại Tô Lát, lại ở tại Betuên, Hoạt Ma và Siết Lát, ở tại Bet Makabot, Hát Sa Sushim, Bet Bire và tại Sa Araim. Ấy là các thành của chúng cho đến đời vua David. Chúng cũng có 5 hương thôn là Etam, Ain, Rimmon, Token và Asan, cùng các thôn ấp bốn phía của các hương thôn này cho đến Ba Anh. Ấy là chỗ ở và gia phổ của chúng. Lại Mesobab, Yamlet, Yosha, con trai của Amasia, Yoen và Jehu là con trai của Yoserbia, cháu Seraya, chắc Asien. Lại có Elioenai, Jacoba, Yeshohaya, Asaya, Adien, Yeshimien, Benaya, Sisa, con trai của Shifi, cháu của Alon, chắc của Yedaya, chít của Shimri, là con trai của Shemaya. Những người kể từng tên này là trưởng tộc trong họ mình. Tông tộc chúng thì thêm lên rất nhiều. Chúng sang qua Gedo, đến bên phía đông của trũng để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình. Chúng bèn thấy đồng cỏ tươi tốt, còn đất thì rộng rãi, yên lặng và bình an. Khi trước, dòng dõi Cham ở đó. Những người đã kể tên trước đây trong đời Ê-xê-chia vua nước Giu-đa kéo đến đánh các trại quân của chúng và những người Ma-ô-nít ở đó tuyệt hết họ, chiếm lấy đất và ở thay vào cho đến ngày nay, bởi vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ. Trong dòng Simeon có 500 người tiến đến núi Seir. Các quan cai họ là Phelatia, Nearia, Rephaia và Usien. Ấy là các con trai của Yishi. Chúng đánh người Amalek còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay. Chương 5. Vả, Ruben con trưởng nam của Israel, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Joseph là con trai Israel. Dù vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử, vì Juda trỗi hơn anh em mình và bởi người mà ra vua chúa. Song quyền trưởng tử thì về Joseph. Này con trai của Ruben, con trưởng nam của Israel là Henoc, Phalu, Hetron và Cạc-mi. Con trai của Yoen là Shemaya. Con trai của Shemaya là Gót. Con trai của Gót là Shimei. Con trai của Shimei là Mika. Con trai của Mika là Reaya. Con trai của Reaya là Ba-anh. Con trai của Ba-anh là Be-era, bị Tiết Lát Phinese vua nước Syri bắt làm phu tù, người vốn làm trưởng tộc trong chi phái Ruben. Anh em của Be-era theo họ hàng mình, y như đã chép vào sách gia phổ, là Ye-i-en trưởng tộc, Sa-cha-ri, Bela con trai của Asa, cháu của Shema, chắc của Yo-en. Bela ở tại A-ro-e cho đến Nebo và Ba-anh-me-ôn. Về phía đông, người ở vào lối đồng vắng cho đến sông Ơ-pha-rát, vì trong xứ Ga-la-át bầy súc vật chúng có sanh thêm nhiều lắm. Trong đời vua Sau-lơ, chúng ra đánh giặc với dân Ha-ga-rít, thắng hơn họ và ở trong trại họ tại khắp miền phía đông xứ Ga-la-át. Con cháu Gác ở đối ngang chúng nó trong xứ Ba-san cho đến Sanh-ca. Yo-en là trưởng tộc, Sa-pham làm phó, lại có Gia-nai và Sa-phát ở Ba-san. Anh em tùy theo tông tộc chúng là 7 người: Mika-en, Mesulam, Sheba, Yorai, Gia-can, Sia và Ebe. Ấy là các con trai của Abihai. Abihai con trai của Huri. Huri con trai của Yaroa. Yaroa con trai của Galaad. Galaad con trai của Mikael. Mikael con trai của Yeshishai. Yeshishai con trai của Giác-đô. Giác-đô con trai của Bu-sơ. Ahi con trai của Abdien. Abdien con trai của Guni. Ahi làm trưởng tộc. Chúng ở nơi Ga-la-át, Ba-san cùng trong các hương thôn của xứ ấy, lại ở trong cõi Sa-rôn cho đến giới hạn nó. Những kẻ này đã được biên vào sách gia phổ trong đời vua Yô-tham nước Giu-đa và trong đời vua Giê-rô-bô-am nước Israel. Trong con cháu Ru-ben, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se, các người lính chiến có tài cầm khiên, cầm gươm, dương cung và thạo về chinh chiến
là 44.760 người có thể ra trận được. Chúng giao chiến với dân Hagarit, dân Dê-tua, dân Na-phi và dân Nô-đáp. Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài thì cứu giúp cho phó dân Hagarit và cả những kẻ theo nó vào tay chúng. Chúng bắt được những bầy súc vật của các dân ấy là 5 vạn lạc đà, 25 vạn chiên, 2.000 lừa và luôn 10 vạn người. Cũng có nhiều người bị chết vì trận này bởi Đức Chúa Trời mà có. Chúng ở thay vào các dân tộc ấy cho đến khi bị bắt dẫn đi làm phu tù. Người nửa chi phái Manasse ở trong xứ từ Ba Sang cho đến Ba Anh Hẹt Môn, Senia và núi Hẹt Môn, nhưng số họ rất đông. Đây là các trưởng tộc trong dòng dõi chúng: Efe, Yishi, Elien, Adrien, Jeremy, Hodavia và Yakdien đều là các trưởng tộc vốn người mạnh dạn có danh tiếng. Song chúng phạm tội cùng Đức Chúa Trời của các tổ phụ mình và thông dâm cùng những thần của các dân tộc của xứ mà Đức Chúa Trời đã hủy hoại trước mặt chúng. Đức Chúa Trời của Israel xui dục lòng Phun, vua nước Assyri, và tiếc lát Phinneshe, cũng vua nước Assyri, đến bắt người Ruben, người Gad và nửa chi phái Manasse, đem chúng về ở Hala, Chabo, Hara và miền gần sông Gosan, là nơi chúng còn ở cho đến ngày nay. Chương 6. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Amram là Aaron, Môi-se và Miriam. Con trai của Aaron là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Eleasa sanh Phinea, Phinea sanh Abishua, Abishua sanh Buki, Buki sanh Usi, Usi sanh Serahia, Serahia sanh Merayot, Merayot sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Ahimaat, Ahimaat sanh Asaria, Asaria sanh Yohanan. Yohanan sanh Asaria là kẻ làm chức tế lễ trong đền vua Salomon đã xây ở thành Jerusalem. Asaria sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Shalum, Shalum sanh Hinkia, Hinkia sanh Asaria, Asaria sanh Seraya, Seraya sanh Jehosadak. Jehosadak bị bắt làm phu tù khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nebuchadnezzar mà bắt dẫn dân Giu-đa và Jerusalem đi. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Đây là những tên của các con trai Gẹt-sôn: Lipni và Shimei. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Merari là Mát-li và Mu-si. Ấy là các họ hàng người Lê-vi theo tông tộc mình. Con trai của Gẹt-sôn là Lipni. Con trai của Lipni là Gia-hát. Con trai của Gia-hát là Sima. Con trai Sima là Yo-a. Con trai Yo-a là Ido. Con trai Ido là Sera. Con trai Sera là Dê-a-trai. Con trai của Kê-hát là Aminadab. Con trai của Aminadab là Cô-rê. Con trai của Cô-rê là Ác-si. Con trai của Ác-si là En-ca-na. Con trai của En-ca-na là Ebi-a-sáp. Con trai của Ebi-a-sáp là Ác-si. Con trai của Ác-si là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là U-ri-en. Con trai của U-ri-en là U-si-ya. Con trai của U-si-ya là Sao-lơ. Con trai của En-ca-na là Amasai và Ahimot. Con trai của En-ca-na là Sô-phai. Con trai của Sô-phai là Na-hát. Con trai của Na-hát là Eliab. Con trai của Eliab là Jeroham. Con trai của Jeroham là En-ca-na. Các con trai của Samuel là: con trưởng nam là Va-sê-ni, con thứ hai Abia. Con trai của Merari là Mát-li.
Con trai của Mát-li là Líp-ni. Con trai của Líp-ni là Si-mê-i. Con trai của Si-mê-i là U-sa. Con trai của U-sa là Si-mê-a. Con trai của Si-mê-a là Ha-gi-ya. Con trai của Ha-gi-ya là A-sa-ya. Sau khi hòm giao ước đã để yên rồi, vua David có đặt những kẻ để coi sóc việc hát sướng trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc trước đền tạm về việc hát sướng cho đến khi vua Sa-lô-môn xây xong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Ai nấy đều theo ban thứ mình mà làm việc. Đây là những kẻ chầu trực với con trai mình. Trong con cháu Kê-hát có Hê-man là kẻ nhã nhạc, con trai của Giô-ên. Giô-ên con trai của Sa-mu-ên. Sa-mu-ên con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Giê-rô-ham. Giê-rô-ham con trai của Eli-ên. Eli-ên con trai của Thô-a. Thô-a con trai của Su-phơ. Su-phơ con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Ma-hát. Ma-hát con trai của A-ma-sai. A-ma-sai con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Giô-ên. Giô-ên con trai của A-sa-ria. A-sa-ria con trai của Sô-phô-ni. Sô-phô-ni con trai của Ta-hát. Ta-hát con trai của Ác-si. Ác-bi con trai của Ebi-a-sáp. Ebi-a-sáp con trai của Cô-rê. Cô-rê con trai của Giết-sê-ha. Giết-sê-ha con trai của Kê-hát. Kê-hát con trai của Lê-vi. Lê-vi con trai của Israel. A-sáp anh em của Hê-man chầu trực bên hữu người. A-sáp là con trai của Bê-rê-kia. Bê-rê-kia con trai của Si-mê-a. Si-mê-a con trai của Mi-ca-ên. Mi-ca-ên con trai của Ba-sê-gia. Ba-sê-gia con trai của Man-ki-gia. Man-ki-gia con trai của Ét-ni. Ét-ni con trai của Sê-ra. Sê-ra con trai của A-đa-gia. A-đa-gia con trai của Ê-thang. Ê-thang con trai của Si-ma. Si-ma con trai của Si-mê-i. Si-mê-i con trai của Gia-hát. Gia-hát con trai của Gẹt-sôn. Gẹt-sôn con trai của Lê-vi. Các con cháu của Mê-ra-ri, anh em của chúng, đều chầu trực bên tả là Ê-thang con trai của Ki-si. Ki-si con trai của Áp-đi. Áp-đi con trai của Ma-lúc. Ma-lúc con trai của Ha-sa-bia. Ha-sa-bia con trai của A-ma-sia. A-ma-sia con trai của Hinh-kia. Hinh-kia con trai của Am-si. Am-si con trai của Ba-ni. Ba-ni con trai của Sê-me. Sê-me con trai của Mát-li. Mát-li con trai của Mu-si. Mu-si con trai của Mê-ra-ri. Mê-ra-ri con trai của Lê-vi. Các anh em chúng là những người Lê-vi khác đều được cắt làm mọi việc trong đền tạm của Đức Chúa Trời. A-rôn và các con trai người đều dâng của lễ hoặc trên bàn thờ về của lễ thiêu hay là trên bàn thờ sông hương, làm mọi việc ở nơi chí thánh và làm lễ chuộc tội cho Israel theo như mọi sự Môi-se đầy tớ Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Đây là dòng dõi của A-rôn: Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn, Phi-ne-a con trai của Ê-lê-a-sa, Abishua con trai của Phi-ne-a, Bu-ki con trai của Abishua, U-si con trai của Bu-ki, Sê-ra-hi-ya con trai của U-si, Mê-ra-yốt con trai của Sê-ra-hi-ya, A-ma-ria con trai của Mê-ra-yốt, A-hi-túp con trai của A-ma-ria, Sa-đốc con trai của A-hi-túp, A-hi-ma-ách con trai của Sa-đốc. Này là nơi ở của con cháu A-rôn tùy theo nơi đóng trại mình trong địa phận chúng. Họ hàng Kê-hát bắt thăm trước hết. Họ phân cấp cho chúng thành Hê-bron tại xứ Giu-đa và các cõi bốn phía. Song đất ruộng và hương thôn của thành đều ban cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê. Lại con cháu A-rôn được những thành ẩn náu là Hê-bron, Líp-na và địa hạt nó, Gia-tia, Ết-tê-mô-a và địa hạt nó, Hi-lên và địa hạt nó, Đê-bia và địa hạt nó, A-sang và địa hạt nó, Bết-sê-mết và địa hạt nó. Bởi từ chi phái Benjamin, họ được Gê-ba và địa hạt nó, A-lê-mết và địa hạt nó, A-na-tốt và địa hạt nó. Các thành của chúng cộng lại được 13 cái tùy theo gia tộc họ.
con cháu Kehat còn lại bắt thăm mà được 10 thành trong nửa chi phái Manasse. Con cháu Gẹt Suôn tùy theo họ hàng đều được 13 thành bởi trong chi phái Issachar, chi phái Asher, chi phái Nephtali và chi phái Manasse tại đất Ba-san. Con cháu Merari tùy theo gia tộc họ đều bắt thăm mà được 12 thành bởi trong chi phái Ruben, chi phái Gác và chi phái Sabulon. Dân Israel chia cấp cho người Lê-vi các thành ấy và địa hạt nó. Họ bắt thăm mà cho bởi trong chi phái Juda, chi phái Simeon và chi phái Benjamin, những thành đã kể ở trên. Trong người Kehat có mấy nhà đã được những thành bởi trong chi phái Ephraim. Chúng được những thành ẩn náu là Shechem với địa hạt nó tại trên núi Ephraim, Gê-xê với địa hạt nó, Dốc-mê-am với địa hạt nó, Bết-hô-rôn với địa hạt nó, A-gia-lôn với địa hạt nó, Gác-rim-môn với địa hạt nó. Và bởi trong nửa chi phái Manasse, họ được A-ne với địa hạt nó, Bi-lê-am với địa hạt nó. Người ta chia cấp các thành ấy cho những người của dòng Kê-hát còn sót lại. Con cháu Gẹt-suôn bởi họ hàng của nửa chi phái Manasse được Gô-lan ở đất Ba-san với địa hạt nó, Ách-ta-rốt với địa hạt nó. Bởi chi phái Issachar, họ được Kê-đê với địa hạt nó, Đô-bê-rác với địa hạt nó, Ra-mốt với địa hạt nó, A-nem với địa hạt nó. Bởi chi phái A-xe, họ được Ma-san với địa hạt nó, Áp-đôn với địa hạt nó, Hu-cô với địa hạt nó, Rê-hốp với địa hạt nó. Bởi chi phái Nephtali, họ được Kê-đê trong Galilê với địa hạt nó, Ham-môn với địa hạt nó, Kiri-a-ta-im với địa hạt nó. Con cháu Merari còn sót lại bởi chi phái Sa-bu-lôn được Rimono với địa hạt nó, Tha-bô với địa hạt nó. Còn bên kia sông Giô-đanh về phía đông đối ngang Jericho bởi chi phái Ruben, họ được Bết-xê trong rừng với địa hạt nó, Gia-sa với địa hạt nó, Kê-đê-mốt với địa hạt nó, Mê-phát với địa hạt nó. Bởi chi phái Gác, họ được Ra-mốt ở đất Ga-la-át với địa hạt nó, Ma-ha-na-im với địa hạt nó, Hết-bôn với địa hạt nó, Gia-ê-xê với địa hạt nó. Thi Thiên 130. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng tôi, nguyện tai Chúa lắng nghe tiếng nài xin của tôi. Hỏi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác ngươi. Chương 9. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đổ trên Đa-mách, vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Ha-mát, láng giềng của Đa-mách, về Ti-rơ và Si-đôn, vì các thành ấy là rất khôn sáng. Vì Ti-rơ đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như buồn ngoài đường. Này, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ, Ga-sa cũng thấy và rất đau đớn, Ét-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ. Vua Ga-sa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt, ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Philistin. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng trong Giu-đa và Ét-rôn sẽ như người Giê-bu-sít. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại.
kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó. Hỡi con gái Sion hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Jerusalem hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Giu-đa ra cho ta như cái cung, và Ép-ra-im như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Si-ôn, nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Gia-van, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lốc phương nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và giày đạp những đá ném bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mão triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thịnh vượng. Chương 10. Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá. Chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối và ban sự an ủi luống nhân. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Cơn giận ta đã hừng lên nghịch cùng những kẻ chăn, ta sẽ phạt những dê đực. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã thăm viếng bầy chiên Ngài, tức là nhà Giu-đa, và sẽ dàn chúng nó ra trận như ngựa danh tiếng. Đá góc sẽ ra từ nó, đinh ra từ nó, cung chiến trận ra từ nó, và hết thảy các quan cai trị cũng ra từ nó. Nhưng chúng nó sẽ như những người mạnh dạn giày đạp buồn trên đường trong cơn chiến trận. Chúng nó sẽ đánh, vì Đức Giê-hô-va ở cùng chúng nó, thì những người cưỡi ngựa sẽ bị xấu hổ. Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa ninh mạnh và cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng nó trở về, vì thương xót chúng nó, và chúng nó sẽ như là chưa từng bị ta chê bỏ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, ta sẽ nhậm lời chúng nó. Người Ép-ra-im sẽ như kẻ mạnh dạn, lòng chúng nó sẽ vui vẻ như bởi rượu. Con cái nó sẽ thấy và vui mừng, lòng chúng nó được vui thích trong Đức Giê-hô-va. Ta sẽ suýt gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì ta đã chuộc chúng nó lại. Chúng nó sẽ thêm nhiều ra, cũng như đã thêm ngày xưa. Ta sẽ gieo chúng nó ra giữa các dân. Chúng nó ở các nước xa sẽ nhớ lại ta. Chúng nó sẽ sống với con cái mình và trở về. Như vậy, ta sẽ đem chúng nó về từ đất Ê-díp-tô, nhóm chúng nó lại từ A-si-ri, đem chúng nó vào đất Ga-la-át và Li-ban, và chúng nó sẽ không có đủ chỗ ở. Nó sẽ vượt qua biển khổ, sông đánh sóng biển. Hết thảy những nơi sâu của sông Ni-lơ sẽ cạn khô. Sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị đánh đổ, và cây trượng của Ê-díp-tô sẽ mất đi. Ta sẽ làm cho chúng nó ninh mạnh trong Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ qua lại trong danh Ngài. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.